Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Đinh Trâm Anh, mình 8 tuổi. Chào tất cả bạn đến với chương trình Đại tiệc Giáng sinh. Các bạn ơi, Giáng sinh sắp đến rồi phải không nào? Giáng sinh hay còn được gọi là Noel là ngày Chúa Giêsu ra đời. Từ rất lâu, Giáng sinh được biết đến bởi những đặc điểm vô cùng thú vị như là có ông già Noel, cây thông Noel, công chúa tuyết, xe trượt tuyết và những chú thần độc thật đáng yêu. Còn tớ rất thích Noel vì trong không khí lạnh giá của mùa đông, được quây quần ấm áp bên gia đình, cả nhà cùng nhau trang trí cây thông Noel, được bố mẹ chuẩn bị cho rất nhiều món ăn ngon như bánh gừng, bánh quy bơ và còn được nhận những món quà bất ngờ từ ông già Noel nữa. Quả thật là một cảm giác tuyệt vời các bạn ạ. Còn các bạn thì sao? Các bạn thích điều gì trong dịp lễ Giáng sinh? Hãy chia sẻ cho mình nghe nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.